Em chào anh. Đông khách quá. lùi xe xuống đây xong rồi tí nữa em vào đây. Vâng. Đây hai chị vào hát karaoke. Bọn em tìm dễ nhỉ? Vâng, tìm theo Google đến phát đến nhà anh luôn đấy. Ừ. Không phải hỏi ai cả. Đỡ phải hỏi. Vâng. Anh mua tức là anh gọi cho chú em anh. Chú em anh sang bây giờ xong rồi dẫn em về. Đây. Chào, vâng. Em chào anh. Vâng, anh. Anh bắn đi, vàng trang sức mà cũng chạy hơn chúng em bắn loa đấy. chạy làm sao hơn chúng em bắn loa được. Nói chung là mặt hàng của anh với của em mình, anh em mình là nó khác nhau nhưng mà cũng đều chung một cái là làm đẹp cho đời, làm đẹp cho người. Đúng. Đại Hoàn à? Đó. Bây giờ mừng dẫn em về xong rồi để bê lên trên đấy. Vâng. Nhá. Cho tí sang. Ừ. Tí sang luôn. Vâng. Tiếp chị sang vâng. Luôn. Nhá. Vâng. Đây. Anh cứ bán hàng đi, xong rồi đi nữa sang một đấy em qua. Đây em ngoành xe lại. Vâng vâng. Chào ông. Vâng. Ủa anh. Vâng ạ. Ông ạ. Vâng. Nay chúng cháu ra về cho nhà mình bộ loa. À, vâng. Cái là ngoài kia là cửa hàng của anh Vĩnh, còn đây là nhà. Cửa hàng nhà anh kìa. À. Ông hôm qua anh mua căn ở đây, anh để loa trên này. Vâng. Thì... À, vâng. Ừ. Ở đây nhà này mới hoàn thiện rồi anh. Ờ mới xong ấy. Vâng, em nhìn tất cả còn mới nguyên mà. Ừ. Anh đã ở đâu? Thỉnh thoảng lên đây chơi. Thế anh hội một tay để hạ bộ loa xuống. Đây bố ơi. Cái bộ loa này về bán đắt hàng. Dạ vâng. Bộ này hiện tại là bán rất là chạy. Rất chạy. Vâng. Phản hồi tốt đúng không em? Vâng. Thế là phần đa khách hàng là sử dụng là ưng ý. Ưng ý à? Vâng. Hai loa là cái gì? À. Vâng. Hai cái cục kia cục gì? Cái kia là một cục loa khác. À của khách khác hả? Cái đấy tí xuống em lại qua Hải Dương, lại ra về Hải Dương. À một cái cục nằm đấy hả? Đúng rồi, cái đấy là loa 9900, là cái loa dạng tủ nằm. À, đây là của nhà mình, cái đôi này. Đây, anh cứ chật xuống cho mình. Hoặc là bê thẳng ở trong kia cũng được. Ba người bê thẳng được. Ồ, này, cái này còn nặng hơn đúng không? Đúng rồi, cái này. Cái này nó có cái cục đẩy, có cục đẩy. Cục đẩy nó nặng hơn. Đầu lại nặng. Đúng rồi, đầu này có cục đẩy. Anh giữ chân nhá. Anh giữ chặt cái đầu giúp em nhá. Nó xô lại vì nó bánh xe nó trôn. Gọn nhỉ? Chẳng nó to nhưng mà ngược lại thì nó hai cục thì nó đỡ phải rườm rà. Dạ vâng, cho lên trên. Em đi chỉ hơn tiếng là đến đây đúng không? Tầm tiếng rưỡi nhỉ? Tiếng rưỡi. Vâng. Cũng tiện cao tốc. To anh nhỉ? Vâng. Bát 4. Anh kinh doanh vàng của khác, thằng máy nhìn cũng phong cách rất là vàng. Bộ này là đã kinh doanh được chưa em? À bộ này thì được anh, tại vì được em cũng bán cho nhiều khách hàng và người ta làm mô hình resort homestay ấy, là mang về để khách hát. Lợi thế là có bánh xe thì là người ta có thể là đẩy ra ngoài để khách người ta hát ở ngoài trời. Tiện đúng không? Vâng, nó tiện. À, đây là phòng này của anh, là anh thiết kế luôn là phòng karaoke đấy, phong cách phòng karaoke luôn đấy. Phòng cái, có được không anh? Được chứ anh, quá đẹp chứ. Cái này có bảo hành không em? À có anh ạ. Chúng em bảo hành 4 năm, lỗi gì thì em đổi cái đấy. Cái linh kiện này là cái lỗi là em đuổi. Đây, trên mặt kéo. À đây, để cái này là cái này là cái la phụ. Xay 4 vòng giống nhau. Ừ nhỉ. Thì là chính thế nào là kia. Ừ. Thế thì mình đổi chỗ nó hợp lý hơn thì mình cố gắng ở bên này. Ừ. Bao lâu mới có tiền để mua cái này đây ạ? Tịnh cọp bao lâu? Hoành tráng nhỉ. Cục này đập về ác anh nhỉ. Gớm nhỉ, như loa đám cưới này. Liệu phòng này đánh cái đôi này có to quá? Đánh ok anh ạ. Bởi vì là con này nó to thì nó cộng hưởng cái bát, nhưng mà ngược lại song này dùng bát neo. Từ, rút cái này ra trước đi. Cái bát neo thì tiếng nó sáng thì đánh trong nhà nó hay đấy. Chứ bây giờ rút lấy ổ điện thôi, tạm thời thế. Ổ điện để bên này em cắm bên này, bên kia không cần cắm đâu anh ạ. Bên kia là chỉ có cái dây bên này kéo sang thôi. Đây còn có loa chính, bên này thì ổ nguồn là vào hết bên này. Thế em đổi chỗ hai con cho nhau. Gọn gàng nhỉ. Không gian nhà anh em thấy để đồ này là cũng hợp lý đấy. Có hợp lý không? Hay lý có bé của em? Không, bé thì không bé. Nó hợp lý đấy. Ví dụ như không gian nhà ống thì để đồ này nó sẽ cảm giác nó hơi to. Nhưng mà như nhà anh thì kê đây là thoải mái. Tại vì là cái chiều rộng của phòng là nó tương đối là rộng. Để này có cân không em? Cân đấy nhỉ? Cân anh. Hoàn toàn cân luôn chứ. Sinh ra dành cho nhau luôn chứ. Cũng có khi thế. Ừ. Cái này để hai bên này cũng đẹp nhỉ? Đúng rồi. Nó đối xứng nhau đấy.
nghe cái loa vi tính để nghe nó chán. Loa nào anh nhỉ? Cái loa vi tính này này. À, loa cũ đấy ạ? Đây này, cái bộ này. À, nghe, đấy là loa. Nghe loa. Nó kiểu bé. Okay. Cái... À, cái dòng này thì chuyên để xem phim anh ạ? Mà cái dòng ổm. Cái dòng sau 3 này nó chuyên để xem phim, phim hành động ấy. Thì nó có cái hệ thống âm thanh 5.1. Đấy. Thì nó tạo cái kiểu xung động. Ừ, âm thanh vòm. Âm thanh vòm đúng rồi. Tức là lúc mà ví dụ như là con chim nó hót hay là cái xe nó chạy thì là nó âm thanh nó sẽ chạy theo hướng đấy. Nhưng mà nếu mà để nghe nhạc với lại hát thì nó lại không đúng kiểu của nó. Bởi vì như chúng em làm âm thanh thì chúng em làm âm thanh karaoke. Nhưng mà trên thực tế thì âm thanh nó chia làm 3 loại. Một là âm thanh karaoke là như loa này. Hai là cái âm thanh gọi là chuyên xem phim như những dòng này hoặc là những cái dòng mà loa nó bố trí khắp phòng như trong rạp phim ấy. Ba là loại âm thanh chuyên nghe nhạc. Đấy. Thì ba cái loại đó là nó riêng biệt. Nếu mà đúng là chơi chuyên nghiệp là người ta chơi mỗi một loại này một bộ loa. Nhưng mà thông thường Việt Nam mình thì đa số được kết hợp. Thì cái loa karaoke này là mình có thể kết hợp được nhiều mục đích nhất, nghĩa là vừa hát được mà vừa nghe nhạc. Nghe nhạc được. Được. Xem TV cũng được, tuy nhiên là không bằng những cái dòng chuyên xem TV nhưng mà nó cũng tương đối là được. Lại mà còn... xem phim mà kết nối vào thì cũng vẫn được, nó vẫn, vẫn nghe được đúng không? Nó có súp, nó có trầm là mình xem nó cũng tương đối là hay. Thế còn những cái dòng này thì nó chỉ có xem TV xem phim thôi. Như cái đây là trầm đấy em? Đúng rồi, à không, trầm bên kia. Đây, cái này loa trên này nó là bass. Ừ. Còn đây là loa súp. Dưới là súp. Đúng rồi. Chết đây, bên này cũng có. Chứ chẳng nhẽ hai cái bass gần nhau nó không hay đúng không? Đúng rồi, nó phải bố trí vậy. Như này hợp lý luôn. Vâng, bởi vì là nhiều người cũng bảo tại sao mà bên một bát bên hai bát thì sợ nghe lệch nhau. Nhưng mà thực tế nghe sẽ không lệch. Bởi vì là cái loa trầm cái tần số thấp ấy là âm thanh không định hướng. Cho nên anh thấy là một cái bộ karaoke, cái bộ dàn có thể là cái loa súp có thể để ở góc nhà hoặc là để đằng sau một quả thôi. Thì là nó đều không ảnh hưởng đến âm thanh, bởi vì là các vị trí khác nhau trong phòng là nghe nó sẽ như nhau, loa súp. Thế cái bộ mà 9910 của bộ đấy là không có trầm. Bộ đấy thì nó có hai cái loa bên dưới nó là đảm nhiệm trầm. À. Tất nhiên cái con trầm đó với con trầm này nó tính chất nó là khác nhau. Nó khác nhau. Con trầm này nó tách riêng một kênh ra để đánh súp. Còn con trầm kia nó là nó thiên về, tức là vẫn là loa bass nhưng thiên về trầm. Đấy thì cái tính chất của nó là khác nhau. Thì cái trầm này nó vẫn hay hơn cái trầm kia. Mỗi cái thì nó một kiểu. À. Cái trầm này thì nó thiên về những cái tần số siêu thấp, siêu trầm. Còn cái trầm kia thì nó thiên về cái tiếng bass, tức là độ chắc gọn của tiếng bass. Thì kể cả âm thanh anh nghe hai con thì nó cũng sẽ khác nhau. Tức là cái con này thì bát neo này thì ra tiếng sáng và nó lợi lời. Khi anh hát thì anh sẽ cảm nhận được là cái lời của mình nó sẽ sáng nó bay. Thế còn con kia thì nó lại đánh remix hay đánh những cái loại nhạc mà nó tiếng căng thì nó lại ra tiếng căng. Tức là một con ra tiếng thanh thoát, tiếng bay. Còn một con này ra tiếng chắc, tiếng đánh lực. Nôm na là thế. Thì cắm ở cái này được. Cái này tải mạnh không? Thoải mái nhỉ. Ổ này thoải mái. Âm thanh gia đình thì nó không đến mức độ quá muốn công suất như là âm thanh sự kiện. Những cái dàn loa nếu mà đám cưới thì ra sự kiện khủng thì ổ này chắc là chưa đủ được. Trông gọn gàng nhá. Vâng. Gọn đỡ về dây dợ nhiều. Chúng mình nổi tiếng rồi đấy. Bán khắp nơi. Vâng. Chưa vào miền Nam rồi đúng không? Vâng, em đi xa nhất là vào đến Hà Tĩnh thôi. Thế à? Còn xa hơn thì là gửi xe với cái bưu điện. Ừ. Vì đi xa quá thì cũng không có thời gian để đi. Hải Phòng cũng nhiều người mua rồi nhỉ? À, Hải Phòng nhiều thế nhỉ? Ừ. Vâng. Hải Phòng sao quá nhiều hơn. Đẹp. Trông hai quả trông hoành tráng ấy, nhá. Trông trông lại cái hai cái ô kia nữa lại để vào loa vào đằng sau đấy. Nếu mà thích nha, có khi mình làm cái giá. Nhưng mà giá cái này nặng lắm. Nặng lắm thôi. Giá mà treo để đặt đúng vào cái hai ô đấy nữa trông nó càng gấu luôn nhỉ. Ông cái ông mà ở lô mười mấy hôm em giao hàng anh xem ở trên mạng. Cái ông chú mà lớn lớn tuổi. À ông Hải chú. Phòng ấy. Ông nói ông hay bọt mà người đó đấy. Nhưng mà anh chú vui tính phết đấy. Ông nước ngoài về hả? Vâng, đúng rồi, em nhớ rồi. Đơn đó là những người trước Tết. An Dương, anh Tết. Không phải, không phải An Dương mà ngay cái lô Lê Hồng Phong này này. Đúng không? Lê Hồng Phong. Ngay chỗ BC đấy, BC. Lô mười mấy đấy. Đây anh xem lực 2 6 lực. Anh thử làm bài nhé để em chọn trên TV luôn đấy anh. Để cho anh Vĩnh anh hát thử vâng. Xem anh hát bài gì ạ? Cái này khi cầm thì anh tránh hướng mic về phía loa. Mic vào là nó kêu rồi. Vâng, nó rít anh ạ. Nó trông rít rất tốt rồi nhưng mà mình hạn chế. Tại vì khi mà mình hát thì mình bật nhạc to thì nó mình chĩa thẳng vào đây nó vẫn rít. Em chỉnh sẵn rồi hả? Em chỉnh hết rồi. Tất nhiên là tí nữa em sẽ hướng dẫn anh những cái chỉnh cơ bản.
Để tí em ra ngoài em nghe xem nó âm thanh nó ra ngoài nhiều. Alo, 1, 2. Nó cũng kín lắm, nhà này kín lắm, không ra mấy đâu. Cửa đóng kín hết thì hát mà làm sao mà tránh ồn với hàng xóm là tốt nhất. Tự mình mình muốn tránh thì mình hát đến 12 giờ đêm thôi. Dạ, đừng để cho qua 12 giờ. Đúng không, 12 giờ là đến sáng là người ta biết. Có vẻ có vẻ hợp lý đấy. Em ơi suốt đêm thao túc vì em, vì lời dặn từ lúc anh ra về. Rằng mãi đây anh lại đến, ước nguyện trọn một đời là mình luôn luôn có đôi. Em ơi nhớ thương thương nhớ cả đêm. Anh chỉ biết cần biết một chút. Làm sao quên được một giây êm thêm. Chờ mong sao cho trời sáng, đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì, đời người không biết hay thì quên đi. Cái này chỉnh cái có chỉnh được cái mic nó ấm ấm tí không? Chỉnh được anh. Chỉnh được, nhưng mà cái đó là chúng em phải cắm máy tính và chỉnh can thiệp máy tính. À bọn em chỉnh ngon lành hết rồi đúng không? Vâng, cái này em chỉnh là đã là ok rồi. Ừ. Vì là cái mà chỉnh nó tùy giọng của mỗi người nữa cơ. Còn nếu mà mình chỉnh có thể hợp với giọng anh, người khác khác thì nó lại không hợp. Ra số ra biến lớn theo tiếng gọi ngàn năm sóng hơi xa, thuyền có hay sông thẳng lặng yên nà, vẫn đợi thuyền nhớ bến sẽ quay về. Ngày em đi để mình anh đứng đó, em có hay lòng anh mãi thương em, đừng cách xa cho đi buồn đớn lẻ. Bởi vì người đi mãi không về. Thử mở cái nhạc đó. Nhạc sự kiện. Cái tiếng này chỉnh ở đây hả em? Vâng, anh chỉnh to nhỏ đấy. À, chứ không phải ra chỉ cả, cả kia nữa cũng được, chỉ cả hai cái. Loại nhạc này thì nghe nhỏ lại hay. Nó tùy loại nhạc. Nhạc này thì bật vừa nó thánh thoát thì nghe nó càng nhỏ càng hay. Xuống dưới kia không nghe gì mấy. Không nghe đấy à? Ừ. Ghê thật, cách âm tốt. Cách âm. Kín lắm. Anh xây tường bao nhiêu? Tường tường bên này thì 10, bên này 20. 20. Quan trọng nhưng mà đây là đó. Kiểu người ta xây theo lô ấy. Nhưng mà ngoài không nghe gì cả. Kín thật. Nói chung là mình tránh cái dần giờ nhạy cảm ra chứ còn đâu thì thoải mái mà. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cao cao. Thank you.
9900. Con đấy hay hơn con này không? Không bằng con này được. Con làm sao được? Con này là nhất rồi. Thế con này của em là cao cấp nhất à? Vâng. Con này là cao cấp nhất. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng. Kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Nếu chúng mình cứ tiếp nối ân tình, điều gì cho tâm hồn mình thêm vỡ nát trong giấc mơ? Một đời vẫn nhớ đến nhau cho dù vì khó, mong đẹp bơ ngơ dìu nhau lối đi về, ngỡ đâu rằng sẽ giữ mãi trong lòng. Cầu yêu thương muôn đời càng thêm lưu luyến một thuở bên người. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, kỷ niệm cũng chỉ là cơn sóng mơ hồ. Thật chẳng nhớ cái bài gì vào bài gì. Anh cứ nhớ một câu thì đánh một câu cho bài hát là nó ra ngay bài mà. Bây giờ nó khôn lắm. Karaoke Quang Lê. Đấy, hát Quang Lê đi. Cái này pin này không? Vâng, nó bằng pin sạc được được. À, pin à sạc, cái vặn cái này sạc. Đây hả? Thế mình dạ. cắm vào kia nó có sáo hay là... Không, đấy là cắm để nó có cái bộ sạc tí nữa em hướng dẫn. Mình cắm lên rồi mình sạc. Con biết bây giờ mẹ chờ tin con, khi thấy mái đào nở vang bên đường. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về, nay em bay đầy trường ngõ mà tìm con vẫn xa ngàn xa. Ôi nhớ xuân nào tuổi trời yên vui, nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi đây. Bên mái trách nghèo ngồi quanh bên hồng, trong bánh trưng chờ trời sáng, đò hay hay những đôi mà. Nếu con không về chắc mẹ buồn lắm, mái tranh nghèo mừng người sửa sang, cô vẫn thiếu hoa.